Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, thì mình cũng có quay cho bà con xem về cái kỹ thuật mà đào bồn bón lót cây chanh dây tầm giai đoạn mà 2 đến 3 tháng tuổi á, khi bắt đầu chanh dây nó leo vàng. Thì tùy cái nói chung bà con nên quan tâm vào cái giai đoạn mà bón lót này, nó rất là quan trọng với cây chanh dây mà khi nó leo vàng. Thứ nhất á, ở giai đoạn này bộ rễ nó phát triển rất là mạnh và nó cần rất nhiều dinh dưỡng để nuôi cho toàn bộ chanh dây khi leo vàng. Thì tùy vào cái bộ rễ của bà con trồng á, mà bà con có những cái kích thước đào bồn, banh bồn, bón lót riêng. Mà mình lưu ý với mình khuyên bà con á, khi mà banh bồn bà con hạn chế đào bồn sát gốc để nó dễ bị đứt rễ. Nếu mà đứt rễ thì làm cho cây chúng ta sinh trưởng sẽ chậm hơn. Thì với cái vườn chanh dây này của anh Lê Chí Dũng á, ở Măng Đen, Con Tum, thì anh có trồng 900 gốc chanh dây. Thì anh cũng đang tiến hành cho nhân công đào bồn và bón lót. Thì cái việc đào bồn này mình hướng dẫn cho bà con, thứ nhất á, về kích thước bồn để banh ra tùy vào cái vườn chanh dây nha. Mình khuyên bà con á, tùy vào nha. Có những vườn mà rễ nó nhỏ thì bà con đào khoảng 50, 60 hoặc 80, thì tùy vào vườn. Những mà vườn mà bộ rễ nó càng nhỏ thì bà ta đào nhỏ thôi, còn vườn nào lớn thì chúng ta đào rộng ra để tránh tình trạng mà khi mà chúng ta đào đứt hết rễ. Nếu mà đứt rễ thì làm cho cây chúng ta sẽ chậm phát triển hơn. Cái việc đào bồn này thì khi mà banh bồn xong á, thì mình cũng khuyên bà con là bón lót. Thứ nhất là phân chuồng hoai mục đã xử lý nha, đã xử lý nấm bệnh hết rồi á, thì bà con bón lót cho mình một cây tầm khoảng cỡ, nếu mà bà con điều kiện thì tầm nửa bao cũng được, không có thì ít hơn nửa bao, điều kiện tùy vào điều kiện của bà con nông dân. Thì thông thường cây nhỏ như thế này gần 3 tháng tuổi khi bắt đầu leo vàng thì mình cho bón nửa bao hết. Thì khi bón lót xong á, thì bà con tiến hành đó là lắp lại cái lớp phân chuồng á, nói chung lắp sơ qua. Sau thời gian bắt đầu là rễ nó mọc ra sẽ bám vào đó, nó ăn nằm nuôi dinh dưỡng cho cây. Thì vườn chanh dây này thì cũng chưa có bệnh gì hết, mình cũng hướng dẫn cho bà con nông dân là tiến hành phòng bệnh thôi. Thì cái việc của anh Dũng này, cái vườn của anh á, thì anh cũng có chia sẻ rằng là anh khi mà cày xới đất á là anh không cày đất này, đất cây trồng rừng núi rồi anh mua lại và anh phá cây phá rừng rồi anh trồng luôn, anh không có cày, không có xới gì hết. Nếu mà đất này anh cày á, thì cái độ xốp của đất, tơi xốp của đất này rất là tốt. Tại bà con thấy không, đào rất là hơi cứng, nên một số anh nông dân này anh cũng có chia sẻ đất này hơi cứng quá nên cần phải vung ván xới bồn và đào rễ, đào gốc bón lót cho nó hiệu quả cao. Khi mà cây nó đất mềm tơi xốp, nó làm cho bộ rễ nó phát triển mạnh hơn. Thì bà con cứ xem và đăng ký kênh. Thì với những cái công việc mà quay về cái chanh dây á, hầu như bà con nông dân chúng ta cũng rất là cần và đòi hỏi nhiều. Thì cái độ sâu của cái việc đào hố bón lót này thì sâu tầm 20 thôi nha, 20 thôi, nhưng mà cái bồn nó dài thì tùy vào, như nãy mình nói là 50, 60, 80 tùy vào cái bồn cây chanh dây. Thì khi mà đào á, thì bà con cũng, mình nhắc lại lần nữa là bà con lưu ý cái rễ nha, tránh tình trạng đào quá gần sẽ đứt hết rễ chanh dây. Rễ chanh dây chúng ta nó ăn theo diện tích là ăn ngang, nó hút dinh dưỡng rất là nhiều. Khi mà cây nó leo vàng và có trái nhiều thì mình cũng khuyên bà con á, nếu mà theo sinh học á, thì bà con nên bón theo sinh học luôn, hạn chế hóa học đi. Nếu bà con bón hóa học nhiều quá thì khiến cho bộ rễ chúng ta nó sẽ sau này á, phát triển sẽ không có được tuổi thọ lâu dài. Thì về hóa học á, thì bà con cũng bón ít, ví dụ như cây tuổi nhỏ, ví dụ như 2-3 tháng thì cây bà con bón tầm 1 lạng, 2 lạng thôi, không nên bón nhiều. Khi nó trưởng thành thì chúng ta có những cái mức độ bón riêng. Và về những cái thời gian á, cho trái chặt ra bông ra hoa thì bà con có những cái chế độ phân bón riêng cho mình, như là bón kali, đạm rồi NPK rồi vi sinh hữu cơ, thì nói chung là rất là nhiều. Bà con phải cân đối được cái chế độ phân bón, không nên bón quá nhiều phân để gây ra hiện tượng là lối loạn hoặc là ngộ độc thức ăn dinh dưỡng ở rễ. Thì ở đây là vườn chanh dây cũng rất là đẹp. Thì khí hậu ở Măng Đen, Gia Lai thì Măng Đen, Con Tum á, hầu như là giống như ở Đà Lạt. Ở đây trồng cây rất là mát mẻ và thuận lợi cho một số cây rau màu ăn quả. Ở trên đây thì bà con nông dân trồng nhiều cây như là cam quýt rồi, chanh dây rồi, rau màu cũng rất là nhiều. Thì clip này á, mình quay và rất hỗ trợ cho bà con nông dân chúng ta về cái kỹ thuật mà đào cái hố để bón lót cái chanh dây. Đây là bón lót phân chuồng hoai mục đã xử lý. Thì một số bà con chúng ta vẫn tò mò là không biết chúng ta bón lót và đào như thế nào. Thì đây cái clip này mình quay thực tế cho bà con xem về cái tình trạng mà để đào một cái bồn để bón lót phân chuồng. Thì clip này mình quay nó rất là dài nên bà con cứ xem và đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo.
thì mình cũng có quay để chia sẻ cho bà con những ai mà đang trồng hoặc sắp tới sẽ trồng á, thì có những phương pháp mà trồng và phòng bệnh cho đúng để tránh tình trạng bà con chúng ta á, bệnh rồi xử lý nó tốn rất nhiều chi phí mà thời gian đó nó khôi phục lại cây rất là lâu, mất 1 đến 2 tháng về quy trình xử lý bệnh. Thì hầu như bà con nhân dân chúng ta không biết á, thì cái mùa mưa á, chanh dây nó phát bệnh rất là nhanh, trong vòng 24 tiếng hoặc một đêm tới sáng á. Thứ nhất là bệnh bã trầu nè, thì nó lây ra rất là nhanh, nó lây từ cây này sang cây khác. Rồi bệnh thứ hai á, bệnh đốm dầu, nó lây cũng nhanh, rất là nhanh. Đốm dầu hay gọi là bệnh đốm quả trên trái lây rất là nhanh. Thì những cái bệnh này mình cũng khuyên bà con á, là bà con nên có chế độ, thứ nhất là phun côn trùng chích thuốc, thuốc như là thuốc nhúng màng, và thứ hai là thuốc trừ sâu. Bà con phun định kỳ, nếu mà mùa mưa á, thì bà con phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Còn mùa nắng thì có thể là 10 đến 15 ngày phun một lần. Tùy vào cái mức độ của côn trùng chích thuốc bà con ra thăm vườn á, thì mình ta có chế độ phun thuốc riêng. Khi mà thăm vườn mình cũng khuyên bà con á, là nên thăm vào ban đêm nha. Tầm 6 7 giờ tối á, bà con ra đó cầm đèn pin á, chịu khó một hôm thôi. Một hai hôm cứ ra thăm để coi ban đêm cái mức độ của nó gây hại thế nào. Nếu có là nó xâm nhập vào ban đêm á, chích thuốc rồi ăn lá cây như bọ vừng đó, nó ăn những cái lá non cây chanh dây chúng ta vào ban đêm hết. Nhiều bà con nông dân cũng bỡ ngỡ là sao ra thấy lá mình nó bị con gì ăn, nhưng ban ngày là không thấy gì hết. Đó là con bọ vừng nó gây hại vào ban đêm đó. Đó là cái hiện tượng mà mình nói bà con về phòng côn trùng chích thuốc. Là cái thứ hai nữa là thuốc về nấm bệnh. Thì khi mà chanh chưa bị bệnh á, thì với hiện trạng tình trạng ở Tây Nguyên bà con nông dân ở Buôn Hồ rồi á, và các tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông á, Lâm Đồng rồi đó, thì bà con cũng khuyên bà con nên phòng đi. Thì hiện tượng giống chanh dây chúng ta hầu như là bây giờ trồng nó bệnh rất là nhiều, nó bệnh tốc độ rất là nhanh mà nhiều nữa, và khắc phục điều trị rất là khó, nó tốn thời gian và chi phí rất nhiều. Thay vì đó bà con luôn luôn phòng bệnh cho mình đi. Mà khác thứ nhất là thuốc nó ít nè, thứ hai chi phí nó rẻ nè, đỡ tốn nhân công hơn. Sau này bệnh chúng ta tốn rất nhiều nhân công, phun thuốc nó mất nhiều thời gian mà nó mệt nhiều, mệt người, tốn thời gian không được như là phòng bệnh. Phòng bệnh chúng ta có cái chu kỳ rải ra 5-10 ngày hoặc nửa tháng, một tháng chúng ta phun định kỳ thôi. Còn chữa bệnh chúng ta phải phun liên tục, hết bệnh này cây nó mới khỏe được. Thì tùy vào bà con nông dân mà chúng ta có những cái phương pháp chăm sóc riêng. Còn với bên trái cây thơm vụ lắc á, thì mình luôn cập nhật những video để chia sẻ cho bà con nông dân xem và chia sẻ để hiểu biết những kiến thức bà con chưa làm và sẽ làm khi mà học hỏi những clip quay thực tế như thế này để bà con xem. Vì những clip này nó rất hiệu quả cho bà con, vì toàn bộ những đây là những clip thực tế khi mà nông dân chúng ta làm việc và bên trái cây có mùa cá lắc có thể ghi lại để theo dõi cho bà con nắm bắt được kinh nghiệm. Thì qua clip này mình cũng khuyên bà con á, đây cũng mùa mưa rồi, bà con nên phòng bệnh chanh dây theo quy trình là cắt tỉa cành thông thoáng, phun thuốc nấm bệnh, rồi thứ hai nữa là bón phân hợp lý, còn cái thứ ba nữa là kênh mương á, thoát nước cho nó tốt. Vì mùa mưa mà nếu mà bị ngập úng á, thì chanh dây chúng ta nó dễ bị chết lắm, chết do ngập úng lắm. Và thứ cuối cùng nữa là thăm vườn thường xuyên định kỳ để nắm bắt được bệnh, cây nào nó chớm bệnh mà bệnh nặng quá thì mình khuyên bà con có thể là cắt bỏ đi. Những cây nào bị sơ và cắt bỏ những cái chồi đó bị sắn á, rồi chúng ta phun thuốc phòng để lứa mới ra không bị bệnh. Thì thôi, bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi video để cập nhật những video hay của trái cây thơm vụ lắc. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.